em là nó cũng thế, mà sáng làm thì chiều giờ đi lên cầu thang thì nó lại đau hơn, nó tuy nhiên nó sao. Cái trường hợp của anh này á, thì cũng như tôi nói ban đầu á, nó bị lão hóa cái cột sống ở cái sụn mà của cái đầu gối rồi. Cho nên á, mình làm á, thì hồi sáng này á, xếp chân và xếp quay chân á, ta thấy nó rất là lưu thông rất tốt, nhưng mà cái đó là cái điều không có được phải là thuận lợi lắm. Do đó là từng cái trường hợp mình sẽ có cái phần xử lý sao cho hợp lý. Và nếu như á, là lúc mà anh ngồi xuống đứng dậy á, mà nó vẫn còn kêu lùm cụp lát cát á, thì có nghĩa là nó bị tham vào nhau. Thành ra là nếu mà đứng về mặt chuyên môn á, thì có lẽ cần phải giải phẫu để cho thay cái khúc gối cho anh này. Chứ nếu không anh làm việc không nặng được nữa. Nhưng mà muốn cho nó mà điều trị một cách bảo tồn mà an toàn á, thì tôi vẫn đề nghị anh đến 160 á, anh mua cho tôi cái đai á của khớp gối, để mình nâng cái khớp gối mình lên, để cho nó đừng có bị chạm vào nhau nữa mà nó bị tổn thương. Cái thứ hai là mình phải chườm đá tích cực, không có bỏ. Đồng thời mình là dùng thêm sữa, rồi mình dùng, nếu như không có bị mấy cái gút á, thì mình có thể ăn thêm tôm, cua gì đó, thịt bò, mỗi cái chút, tức là với một cái lượng vừa phải để cho nó tái tạo lại cái phần đó. Chứ không phải là chúng ta nhất thiết bấm cái là phải hết. Cho đó là chúng ta thấy hồi sáng này á, kinh nghiệm là thấy anh ngồi xuống đứng dậy á, nó kêu sột sọt rốt rác rồi. Thì đó là cái sự cọ sát giữa hai cái đầu xương với nhau. Thành ra là muốn an toàn nhất thôi, chạy ra 160 mua hai cái đai, câu bây giờ lên anh đi, bảo đảm sẽ thấy khác biệt nha. Ok rồi, xin mời. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.